Xin chào các bạn. Hôm nay bác sĩ Nhật muốn chia sẻ cho các bạn một video clip nói về vấn đề thụ tinh ống nghiệm. Đây là một vấn đề mà rất nhiều những cặp vợ chồng đang muốn tìm hiểu để có thể đó được một đứa con ha, có được một đứa bé để là kết quả của tình yêu các bạn ha. Thì video này sẽ được chia sẻ trên kênh YouTube hoặc là fanpage của bác sĩ Nhật. Thì đầu tiên bác sĩ Nhật sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cơ quan sinh dục bình thường của một người phụ nữ. Thì người phụ nữ sẽ có âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. Đây là buồng âm đạo. Thì khi quan hệ vợ chồng thì tinh trùng sau khi được xuất ra thì các bạn sẽ thấy là tinh dịch đi ra ngoài và tinh trùng sẽ tiếp tục ở lại ở buồng cổ tử cung, và sau đó là tinh trùng sẽ đi vào cổ tử cung kênh rồi đi vào buồng tử cung, hai ống dẫn trứng và tới buồng trứng à, các bạn ha. Đó, đây là cái hình minh họa các bạn thấy ha, tinh trùng và sau khi được xuất ra tinh dịch đi ra còn lại tinh trùng sẽ đi vào trong âm đạo cổ tử cung ha. Một lần người đàn ông xuất ra để mà cái khả năng có thể thụ thai thì một số lượng tinh trùng phải tối thiểu là 39 triệu con à, khả năng di động phải tối thiểu là 32% trở lên, và cái hình dạng bình thường là phải từ 4% trở lên để tinh trùng có thể một đội tinh binh 39 triệu con đó đi dần vào trong buồng tử cung tới ống dẫn trứng ha. Đó, đi từ từ buồng tử cung tới ống dẫn trứng các bạn ha, và tới ngay cái buồng trứng. Thì cái buồng trứng này thường khả năng dễ nó sẽ vào giữa chu kỳ à, thì như vậy khi trứng được chín và phóng loãng thì sẽ gặp tinh trùng ở vùng vòi trứng, rồi sau đó sẽ tạo ra phôi, và sau đó là phôi sẽ di chuyển ngược lại vào trong buồng tử cung à, các bạn ha. Thì như vậy tinh trùng là một yếu tố cực kỳ là quan trọng, thì tinh trùng nó phải có một cái hình dạng ha như như thế này các bạn ha. Đó, tinh trùng phải có dạng đầu, đây là cổ và đuôi của tinh trùng, và nó có sự di chuyển mạnh mẽ để có thể tiến từ cái cổ tử cung lên kênh buồng tử cung, ống dẫn trứng, và cuối cùng là có thể xâm nhập vào trong loãng để mà tạo ra phôi. Thì tinh trùng phải có hình dạng bình thường, nếu một số tinh trùng nó có hình dạng bất thường thì nó sẽ làm giảm khả năng tạo phôi ha các bạn ha. Chẳng hạn như đây là tinh trùng đầu kim, ở tinh trùng hình tròn có hai đầu là bất thường về đuôi à, các bạn ha. Ở đây là cái được quan sát dưới một cái xét nghiệm gọi là tinh dịch đồ nha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ bước qua phần buồng trứng. Thì buồng trứng của người phụ nữ thì thường chúng ta sẽ có hai buồng trứng, thì đây là một cái dạng buồng trứng bình thường. Cái buồng trứng bình thường của người phụ nữ ha, thì thường các bác sĩ khoa hỗ trợ sinh sản sẽ khảo sát vào ngày kinh thứ nhất hoặc ngày kinh thứ hai ha. Thì các bác sĩ sẽ đếm cái nang bản thứ cấp đầu chu kỳ, thì trung bình nang bản thứ cấp đầu chu kỳ thì thường nó phải từ 7 trở lên các bạn ha, và cái dự trữ nó phải thật là tốt thì mà cái khả năng thụ thai nó mới tốt được. Ở phía dưới này các bạn thấy đây là một cái hình ảnh điển hình của cái buồng trứng dạng đa nang. Ở đây là một cái bệnh lý thường gặp và dẫn tới cái chuyện rằng là chậm rụng trứng, và như vậy là sẽ không có được cái sự thụ tinh. Thì đây là một bệnh lý riêng, thì cái chuyên đề này bác sĩ Nhật sẽ hướng dẫn các bạn vào một cái video clip khác các bạn nha. Thì video clip này bác sĩ Nhật sẽ nói về vấn đề thụ tinh ống nghiệm, hướng dẫn cho các bạn ha các cái quy trình cơ bản ha về thụ tinh ống nghiệm. Thì các bạn thấy như hình đây đó, vào ngày kinh có kinh, vào ngày ra kinh thứ nhất hoặc ngày ra kinh thứ hai thì các bạn sẽ đến gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản. Thì các bác sĩ sẽ siêu âm giống như hồi nãy bác sĩ Nhật nói, gọi là siêu âm ha, đoạn đoạn thứ cấp đầu chu kỳ, đếm ha cái số AFC ha. Nếu như AFC ha đầu chu kỳ mà 7 trở lên tốt, thì dựa trên yếu tố các yếu tố nội tiết chẳng hạn như MSH, LH ha, và estradiol kết hợp với lại là đếm hoàn toàn cấp đầu chu kỳ, thì các bác sĩ sẽ quyết định liều lượng thuốc để cho các bạn được chích. Thì trung bình là
người phụ nữ sẽ bị chích từ 12 cho tới 14 ngày tùy theo đáp ứng của buồng trứng. Thì khi chích khoảng 12 đến 14 ngày thì bắt đầu các cái nang noãn này phát triển ha, kích thước nếu từ 18 trở lên ha, và có ít nhất 3 ha nang nó trên 18 mm thì các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc gây phóng noãn. Thì 36 giờ sau ha thì các bác sĩ sẽ làm một động tác chọc hút trứng ha. Đó, và khi các bác sĩ chọc hút trứng xong thì lấy trứng ra ngoài rồi tinh trùng vào thời điểm đó, cái ngày mà người vợ chọc hút trứng thì ngày đó người chồng cũng được xuất tinh và các bác sĩ sẽ lấy tinh trùng và kết hợp trứng và tinh trùng tạo ra được cái sự thụ tinh. Thì 24 tiếng đồng hồ sau thì sau khi mà kết hợp trứng và tinh trùng thì chúng ta biết là có thụ tinh hay không, và sau 24 tiếng nữa thì chúng ta biết là có tạo phôi hay không. Ở lúc này ta gọi là phôi ngày 2, và thông thường rằng là phôi ngày 2, ngày 3 hoặc ngày 5 là các bạn hay nghe nói tới, đó chính là cái thời gian của phôi. Thì chúng ta có thể chuyển phôi tươi vào ngay cái chu kỳ chọc trứng, hoặc là chúng ta chuyển đông lại một hai chu kỳ sau thì chúng ta chuyển gọi là rã đông phôi ra và chúng ta chuyển phôi với chu kỳ rã đông. Đây là một cái video clip để cho các bạn hình dung lại ha một cái thời gian mà mình thích. Mọi ngày có kênh đây các bạn ha, các bác sĩ siêu âm ha để đang nói đầu chu kỳ, bác sĩ Nhật đã nói rồi. À, siêu âm này là một siêu âm khám đạo, sau đó các bác sĩ sẽ thuốc. Ở đây thì hash hay là hash tùy theo các bác sĩ sẽ đánh giá sau khi thăm khám. Thì các bạn sẽ được chích khoảng cỡ 5 tới 6 ngày, 5 tới 6 ngày các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ tái khám và các bác sĩ sau khi tái khám thì sẽ siêu âm lại ha, và coi thử có cái nang noãn vượt trội ha, khoảng cỡ 13 mm trở lên hay không, thì các bác sĩ lại sử dụng một cái loại thuốc ha để mà gây ức chế sự rụng trứng sớm ha các bạn ha. Thuốc này tên là antagonist thì các bạn nghe là sertraline ha, và kết hợp chung với LRH liên tục tiếp tục cho tới khoảng cỡ 12 hoặc 14 ngày cho tới khi mà có nang noãn trưởng thành. Thì nang noãn trưởng thành này thì chúng mình phải trên 8 và ít nhất có 3 nang trở lên thì bác sĩ sẽ sử dụng một cái loại thuốc gây phóng noãn, đó là ACG. Thì sau 36 tiếng thì có hiện tượng noãn thì các bác sĩ sẽ chọc hút trứng ha. Rồi ngay sau khi cái thời điểm chọc hút trứng thì các bác sĩ sẽ đầu có thể sử dụng progesterone và chuyển phôi tươi. Đó, nếu như mà các bạn phù hợp với chuyển phôi tươi đó là phôi ngày 2 hoặc ngày 3. Rồi sau đó 12 tới 14 ngày sau thì các bạn có thể thử coi thử mình có được mang thai hay không các bạn ha. Đây là cái hình ảnh thế nào là chọc hút trứng, các bạn cũng rất là băn khoăn. Chọc hút trứng là cái ngày đã được chích thuốc phóng noãn 36 tiếng trước thì các bạn sẽ được vào phòng phẫu thuật gây mê giảm đau ha, kho nhìn ăn ha, đi tiểu ha, nói chung là sẽ được các cái hướng dẫn bạn ạ. Và như vậy khi các bạn đã bắt đầu ngủ, hầu như các bạn cũng không có nhận biết gì đâu, nhưng mà tất nhiên là mình chỉ gọi là tiền mê thôi. Và như vậy các bác sĩ sẽ cái gọi là đầu dò âm đạo, trên đây nó có gắn một thiết bị để dẫn kim ở phía ngoài này đi vào tới ngay cái buồng trứng ha, và dưới quan sát của siêu âm thì các bác sĩ sẽ đưa vào cái kim vào trong trứng để mình hút vào trong cái ống này và đưa qua cho phòng labo để họ kiếm cái nang noãn các bạn ha. Đó, đây là hình ảnh mà chọc hút trứng là như thế nào. Sau khi nang noãn được chiết tách thì phòng labo sẽ có thực hiện một cái gọi là ICSI, có nghĩa là có một cái kim ha, các bạn thấy cái kim đây đó, nó sẽ hướng dẫn ha xuyên qua cái trứng để đưa tinh trùng vào bầu ương của trứng, tên của nó tên là ICSI ha các bạn ha. Đó, thì sau khi mà chúng ta đã tạo được phôi thì đây là một cái quy trình cho các bạn thấy là chuyển phôi. Chuyển phôi nó không phải ghê gớm, nó giống như các bạn tưởng tượng ha. Thì cái ngày mà các bạn chuyển phôi có nghĩa là đã được chuẩn bị niêm mạc, thì cái ngày đó thì hoặc các bạn sẽ được nhịn tiểu hoặc các bạn sẽ đi tiểu sạch tùy theo thói quen, và ở từng cái trung tâm, có trung tâm thì đi tiểu sạch, có trung tâm thì
có nước tiểu để cho khi mình siêu âm nè, siêu âm trên bụng nè, các bác sĩ thấy rõ được cái tử cung, thấy rõ được lồng tử cung, thì khi đó phòng labo sẽ đưa cho các bác sĩ một gọi là catheter, trong đây nó có cái chứa phôi trong đây, thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn của siêu âm thấy rất rõ các bạn ạ. Thì cái catheter đây, rồi sau đó thì các bác sĩ mới đưa phôi. Phôi thì nó rất là nhỏ, các bạn tưởng tượng như nó bằng hạt bụi vậy đó, thì các bạn sẽ không thể nào thấy được ha. Thì nó có một cái giọt môi trường sáng để đánh dấu ha, nếu bạn nào đã từng chuyển phôi thì sẽ biết được ha. Thì như vậy thì cái phôi tại bác sĩ Nhật mới vừa đề cập nó nhỏ như hạt bụi các bạn, do đó là muốn mà nó rớt ra khó lắm, do đó cái chuyện mà các bạn phải nằm tại chỗ treo chân xuống thì đó là điều không hợp lý. Như vậy nó sẽ làm giảm đi cái khả năng thụ thai của phôi, giảm khả năng làm tổ của phôi, bởi vì khi các bạn nằm một chỗ máu nó không cung cấp được thì như vậy thì cái khả năng làm tổ nó sẽ giảm đi các bạn. Do đó những cái tưởng tượng là khi tôi đứng dậy phôi nó rớt ra rất khó các bạn ha. Đó, đây là cái toàn bộ cái quy trình sơ lược hay những kiến thức gọi là sơ lược về cái thế nào là thụ tinh ống nghiệm ha. Như vậy để cho các bạn nắm được ha các bạn nha. Rồi, như vậy thì nếu các bạn có những cái thắc mắc hoặc những cái câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể comment ngay phía dưới video này, hoặc là các bạn có thể inbox vào fanpage A cộng bác sĩ Phạm Quang Nhật để bác Nhật có thể trả lời một số các câu hỏi thắc mắc cho các bạn. Ngoài ra nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like hoặc là chia sẻ cho bạn bè, nhấn chuông thông báo hoặc là nhấn nút đăng ký để có thể nhận được thêm những video sau này của bác sĩ Nhật các bạn nhé.